Rồi ôi con ơi, mày thuê phòng khách sạn để mà của tao thật nhục nhã khi có đứa con gái như mày. Con không có gì cả, con không quen anh ta. Anh tưởng chỉ một mình anh đi công tác, còn tôi thì không à? Nếu mà cô tôn trọng bố mẹ thì cô đã không nói dối để bố mẹ phải mất mặt. Mẹ xin hai đứa, vì mẹ, mỗi đứa nhường nhịn một câu có được không hả con? Hay là cô chán cảnh làm dâu nhà này, cô chán làm vợ rồi, cô đi chơi với thằng nào hả? Alo, cho chị hai lon bò húc lên phòng 502 nhá. Ừ. Sao nhanh thế nhở? Ô, bố! Mày! Sao bố lại ở đây ạ? Mày vào đây làm gì? Mày vào đây làm gì? Con... Ôi ôi, con ơi! Mày thuê phòng khách sạn để mà... Ủa, tao thật nhục nhã khi có đứa con gái như mày! Không, nó đâu? Nó đâu rồi? Làm gì có ai à? Chỉ có mình con thôi bố ạ. Bố phải nghe con nói bố. Mày im ngay. Chính mắt tao vừa nhìn thấy mày hú hí ướn nẹo với một thằng ở dưới quầy bar. Mày còn định chối nữa không? Không, không phải à, bố hiểu nhầm rồi. Con với anh ta chỉ nói chuyện phiếm thôi. Bọn con không có gì cả, bọn không quen anh ta. Im mồm. Tao đường đường chính chính là chủ tịch tập đoàn. Tao để lại di sản thừa kế cho mày, để rồi mày công khai hú hí với giai ở giữa khách sạn như thế này hả? Hay là mày muốn gia đình nhà chồng mày chửi thẳng vào mặt tao là không biết dạy con hả? Không phải bố ạ, con... Mày im mồm ngay. Tao kỳ hẹn với mày, từ bây giờ đến tối mà mày không về xin lỗi gia đình nhà chồng mày thì đừng trách tao là xóa tên mày khỏi bản di chúc, rõ chưa? Vâng. Còn đứng đấy nữa à? Cuốn xéo. Con chào mẹ, con vừa về. Về là tốt rồi con. Thôi, ra rửa ráy chân tay đi cho đỡ mệt. Cô không phải đi đâu cả. Tôi hỏi cô, mấy ngày hôm nay cô đi đâu? Anh tỏ thái độ gì đấy? Tôi còn phải đi công tác. Anh tưởng chỉ một mình anh đi công tác, còn tôi thì không à? Cô để mẹ tôi ở nhà đón Tết một mình, còn cô thì lẳng lặng xách đồ đi chơi. Đến khi mẹ tôi gọi thì cô lại bảo là đi công tác. Yến, cô có coi mẹ tôi là mẹ nữa không? Con chuẩn bị đi đâu đấy con? Alo, con à, con đi đâu mà khoác cả ba lô đi thế con? Đi công tác gấp á? Sao con chẳng nói với mẹ để mẹ lo? Mà hôm nay 28 Tết rồi, con vẫn phải đi công tác à? Thế bao giờ con về? Tết nhất chỉ có một mình con cố gắng. Cả con trai, cả con dâu đều đi công tác. Tết nhất thế này, có một mình thì còn Tết nhất gì nữa chứ. Này, thế tôi hỏi anh, ai là người sang nhà ngoại mách lẻo cho tôi đi chơi hả? Để cho hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Anh nên nhớ, anh cũng chỉ là con rể thôi. Bây giờ cô còn lôi bố mẹ ra để dọa nữa à? Nếu mà cô tôn trọng bố mẹ ấy, thì cô đã không nói dối để bố mẹ phải mất mặt.
Thôi thôi con ơi, hôm nay là ngày 30 Tết rồi. Mẹ xin hai đứa, vì mẹ, mỗi đứa nhường nhịn một câu có được không hả con? Cô nhìn căn nhà này đi, cô chỉ coi đây là phòng trọ, cô không chăm lo cho nó đã đành. Đã thế, cô để mẹ ở nhà một mình đón Tết với nhà cửa bộn bề thế này, để cô đi chơi cho sướng thân. Yến, cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi... Hay là cô chán cảnh làm dâu nhà này, cô chán làm vợ rồi? Cô đi chơi với thằng nào, hả? Yến ơi, mẹ đau đầu quá Yến. Đi ra, không khí ớt. Mẹ có sao không ạ? Các con à, hôm nay là ngày cuối năm rồi. Mẹ chẳng mong gia đình mình giàu có sung túc gì. Mẹ chỉ mong con cháu sum vầy, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cùng nhau chờ đợi thời khắc giao thừa. Các con cố gắng vì mẹ được không? Con à, vợ con nó không xấu, chỉ vì nghĩ rằng con đi công tác cả Tết nên nó buồn chán, nó đi du lịch một mình thôi mà. Con phải quan tâm đến vợ con hơn. Còn Yến, con cũng phải để ý đến cảm xúc của chồng một chút chứ. Tuy rằng nó nóng tính nhưng nó rất là thương con. Hôm qua sang nhà con về, nó cũng rất buồn con à. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con vô tâm quá, con không để ý đến mọi người. Mẹ già rồi, tài sản của mẹ chỉ là các con cháu thôi. Các con lấy nhau rồi thì cố gắng hòa hợp với nhau, còn sinh cháu cho mẹ nữa chứ. Mẹ cũng chẳng còn biết được đón bao nhiêu cái Tết nữa. Vâng ạ, chúng con biết lỗi rồi, chúng con sẽ sửa sai ạ. Năm hết Tết đến rồi, chuyện vừa rồi coi như là bỏ qua đi ạ. Nhà cửa bộn bề thế này còn chưa đâu vào đâu, để vợ chồng con giúp mẹ thu dọn ạ. Vâng, em xin lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã bỏ đi ạ. Thôi, thế là ổn rồi, thế là được rồi. Bây giờ hai vợ chồng con đi giúp mẹ mừng cơm tất niên, để còn đón các cụ về ăn Tết nữa chứ. Dạ vâng ạ. Mẹ già rồi, tài sản của mẹ chỉ là các con cháu thôi. Mẹ cũng chẳng còn biết được đón bao nhiêu cái Tết nữa. À, lại đây. Lại nào, 3, 2, 1, diễn. Alo, cho chị 25 bò húc lên phòng 502 nhá. Nhanh thế nhỉ. Mày. Bố, sao bố lại ở đây? Mày là đứa con gái mất dạy. Nó đâu? Nó nào ạ? Còn nó nào? Mày thuê phòng khách sạn làm gì? Mày giấu nó ở đâu? Thằng kia! Mày đứng đấy làm gì? Chị ấy bảo cho cháu làm phó. Bây giờ cháu làm phó. Cháu làm phó chị. Thế mày nghĩ là mày làm phó cho chị ý thì mày sẽ được làm phó à? Tao đường đường chính chính là chủ tịch tập đoàn. Tao để di sản thừa kế cho nó, không phải là để nó với mày thuê phòng khách sạn để làm cái việc đồi bại như thế này. Nó có chồng rồi, nó cần gì đến mày nữa hả? Lấy được cái đoạn đấy không? Chứ có thêm chữ phận có nghĩa là người ta đi ở rể. Cả câu đấy. Cả câu đấy. Thế tôi hỏi anh. Rồi, anh trở lên nhà tôi, anh hiểu cái gì của tôi bị hàng.
Đi rồi. Nhớ, anh chỉ là con rể mà thôi. Lần sau các con sẽ không có chức phận. Máy. Chạy. Máy sơn. Máy chạy ạ. Chạy. Chà cần câu nói một ở hết hành cảnh hồi tưởng của Yến Mai một. Này, thế tôi hỏi anh, ai là người sang nhà ngoại mách lẻo cho tôi đi chơi hả? Để cho hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Anh nên nhớ, anh cũng chỉ là con rể thôi. Cắt xong.